Thách anh vẽ được cầu thủ này. Gì đây? Lá cờ. Hai người đàn ông. Hình củ tỏi nữa. Là cầu thủ nào nhỉ? À, được đánh giá là một trong những cầu thủ có phong cách chơi bóng hiện đại và hoàn hảo nhất hiện nay. Nhờ kỹ thuật, kỹ năng, tốc độ, tầm nhìn, khả năng truyền bóng và tạt bóng cực kỳ chính xác, cùng với những cú sút xa đầy uy lực bằng cả hai chân, anh ta chính là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Từng là bạn thân của thủ thành Courtois ở đội tuyển Bỉ, nhưng giờ đây cả hai đã không còn chơi chung với nhau, và anh ta chính là